Anh tên là Hoàng Văn Thông đúng không? Của anh là 472-464. Tôi hỏi anh một chút là anh đi trên đường xe đang lưu thông, anh chạy đi theo để anh làm gì? Đây đi là, xe đây là người quen mà. Người quen không có chuyện người quen. Người quen anh bảo tên anh này là gì? À? Tên là gì? Không đi quen mà. Người quen là tên gì? Anh nói cho tôi biết cái. Tên là gì? Anh em là tên gì? Hả? Anh nói hộ tôi là. Tôi là lý lái xe là coi như là quen tiền mà. Tôi nói với anh Thông là anh không có cái quyền mà đi đường trên đường xe người ta đi như thế, anh chạy lại anh dừng như thế này với dùng xe cảnh sát, áo cảnh sát để đi anh thăm người quen được. Đấy, đấy, anh nếu như là bạn bè thì anh về nhà chứ anh không thể sau khi anh làm nhiệm vụ mà anh lại như thế này được. Đúng không? Anh đang làm nhiệm vụ đang mặc ăn lương của dân mà anh lại đi dùng xe của như thế này, anh đi thăm người quen, anh là thăm người quen kiểu gì? Quen mà. Tôi là người quen của anh đây. Người quen anh này anh tên gì anh nói tôi nghe xem, anh tên gì? Thì anh là quen biệt với quen là tên gì anh nói tên tôi nghe xem nào. Tên anh này tên gì anh nói thử tên anh Thông anh thử nói tôi tên là gì đâu. Tên là gì anh nói đi. Tên là nói anh thử nói tôi nghe xem. Tôi nói với anh Thông này kể cả là người quen anh trong giờ làm việc anh không được phép dùng cả cái phương tiện nhà nước cái này để anh đi thăm người quen anh. Đúng chưa nào? Anh nghĩ anh là sai anh đúng anh nói tôi nghe xem nào. Anh Thông. Đấy là có gì? Anh tôi nói với anh là Dương Văn Thông nha, cán bộ 472-646. Anh là công an thị xã Kỳ Anh và anh đã là hành động sai trong trường hợp này. Anh có thừa nhận điều đó không nào? Anh cho là người quen mà anh không biết tên. Anh cho là người quen mà anh lại dùng xe của cảnh sát anh đi để anh nháy đèn để bắt để thăm bạn bè là kiểu gì? Giờ này đang trong giờ làm việc mà anh dùng phương tiện của nhà nước để anh chơi kiểu đấy là kiểu gì? Tôi đi anh Thông anh đề nghị tôi anh chấn chỉnh lại cái tác phong cái cách làm việc của anh không phải như thế này. Nhá. Tôi nói thì anh thấy tôi nói sai đúng không? Đấy là có gì tôi trong tôi không biết là người là... tôi cứ cho là người quen của anh đi là thế anh cũng không được phép như thế cơ mà đúng không? Anh có là người quen anh không được phép trong giờ làm việc anh đi thăm người quen bằng xe của nhà nước, bằng áo quần của nhà nước, bằng phương tiện nhà nước này đúng không? Hiểu không gì là tôi biết rằng anh không phải là người quen. Người quen anh không biết tên thì làm sao anh gọi là người quen được? Thì anh có anh nên cho tôi đi làm thì có anh biết đấy chứ. Thì tôi hỏi anh là ngay cả người quen anh thì giờ này có phải là giờ anh đi thăm người quen không? Có phải giờ này phải giờ anh đi thăm người quen không? Anh dùng xe nhà nước biển số xanh 30B38B20006 đây này. Thì anh bảo là người quen thế nào? Anh đòi tôi nghe xem nào. Quen cái gì mà tôi lạ gì anh người quen thì chắc anh biết tên, biết tuổi, biết anh biết quê nào đâu anh biết không? Quê đấy thì đây thì trấn đấy mà. Ờ quê thị trấn này thì anh có chắc thế không? Tôi lấy giấy tờ của nó cho anh xem, anh đưa cái giấy tờ ta xem nào. Tôi nói với anh Thông nha, anh càng nói anh càng lộ ra là anh đã có những hành động anh sai mà anh càng lấp liếm những cái đóng được đó. Tôi nói thật với anh thế đấy. Đừng có làm cái kiểu cảnh sát giao thông là anh muốn làm cái cách ở ngoài đường là cứ muốn dừng ai là dừng. Tôi không lạ gì cái cách của cảnh sát giao thông cái kiểu là cứ chạy theo xe là anh chạy từ đây kia anh chạy xuống nháy đèn để sát vào tôi đi sao tôi thấy rõ ràng như thế. Thế anh bảo là người quen anh cái kiểu đấy à? Hành động của cảnh sát với cái xe tải là cứ chạy theo đuổi theo mà dừng nhá. Anh như thế anh phải lập trạm mà nói mà một mình anh đi một xe này đi dọc đường này là cái chuyện cảnh sát như thế không được. Anh đi công tác anh phải có tổ ba người anh biết là cái nguyên tắc như nào không? Và bây giờ đâu giờ làm việc anh chạy được mặc quần áo đấy đi thăm người quen là người quen kiểu gì? Người quen anh không biết tên anh không biết chỗ nào quê quán gì là thế nào? Mà bây giờ anh đã là tại vì chứ không phải là chuyện là chuyện là không biết nữa. Đúng không? Tôi nói thế anh có đúng không? À, tôi bảo là một người quen biết. Quen biết anh không biết tên, không biết quê quán đâu. Anh là nói vừa anh bảo là thị trấn đi. Anh có biết là quê ở đâu không? Anh bảo là thị trấn. Anh tôi nói với anh là không phải cái cách hành động như thế. Cách hành động của anh là cái cách hành động mà chúng tôi thì tôi rất hiểu hành động của anh để làm gì. Anh đừng có phải chống chế kiểu đấy, thôi anh nói thẳng ra luôn nhá. Chứ đừng có sao cái cách như vậy. Mời mày đi. À đồng chí, hỏi nhờ một chút anh. Vâng.
Đồng chí ở đây cái trạm mình tại sao lại dừng xe một bên bắt xe cả hai bên đường? Không, cho là, để cho tôi xem cái tên kia được. Em không? Anh thì em biết anh rồi, khổ lắm. Cho mình hỏi cái. Anh thì em biết anh rồi, anh đi vẫn được, em biết em chém cả liên quan rất là nhiều rồi. Vậy thì bây giờ cho mình hỏi cái vấn đề mình dừng xe bên này bắt cả hai chiều đường này thì đúng hay sai? Quay làm cái gì khổ lắm. Mình muốn hỏi cái cho nó biết thôi. Anh... Là đúng hay không thôi. Chú, cho anh hỏi đi. Mình hỏi chú một tí à. Vâng. 575. Em biết anh rồi. Mình hỏi chú lắm. Một chút là anh khi mình xe dừng một bên mà mình bắt cả hai bên chiều đường, cả xe kia bên chiều ngược, bên chiều này lội qua giải phân cách thì đúng hay sai cả? Anh tắt cái máy của anh đi, gớm khổ mình lắm. Mình hỏi thăm tí thôi, nên là mình đi thôi. Anh không thì chuyên gia là đi cắt tuyến cắt ngã anh lên cho anh em lên YouTube đi, em biết rồi. Anh cứ tắt vấn cái máy là... của anh đi, anh cầm vâng, cái máy, anh quay đi, em biết rồi. Rồi. Bác, chỗ bác. Cầu vòng. Vấn đề là anh thấy các chú là làm như thế là chết. Ôi chuẩn. Ôi, đúng không? Các bạn. Rồi bác cứ cất cái máy. Anh thì em không lạ gì rồi. Này. Cầm cái máy để quay làm cái gì? Em nói với anh làm cái gì mà quay? Em đang biết anh quay em làm cái gì? Thì quay anh thì em có làm cái gì đâu mà anh quay? Bởi vì mình chỉ thấy nó chưa chuẩn thì mình hỏi cái có đúng hay không thôi chứ. Phải không có tài? Chú đến gì nhỉ? Hả? Anh hỏi thật, đến chú gì? Khổ lắm thì em đã bảo anh thế rồi, anh thì không phải lắm. Thế là khi mà cảnh sát giao thông làm việc mà có những người không phải là cảnh sát giao thông, vẫn còn nhiệm vụ mà cứ như thế này thì đe dọa lắm anh. Gặp hai lần rồi anh ơi. Lần này là lần thứ ba, hai thứ ba là mình có những người mà không phải là cảnh sát giao thông mà cũng phải là có nhiệm vụ mà cứ đến đe dọa. Thôi nếu em bảo thôi là thôi không, anh nói chú đúng rồi đấy nhá. Chẳng hạn như trường hợp này chẳng mình đã gặp hai ba lần ở Ninh Bình, hiện tượng này ở miền Nam đã có và mọi cái đã làm cái gì anh mà anh không phải anh không sao chứ con người khác nữa. Đây hiện tượng những cái người như thế này đấy nhá, cái chú này chẳng hạn này, chú vừa gọi Thành vừa gọi những cách như thế là cách anh cho rằng là làm việc như thế là không chuẩn. Anh nha, những trường hợp những người mà không có trách nhiệm này để đến đe dọa như thứ đó này khác là anh không đồng ý như thế nha. Rồi là bây giờ anh đi đó. Không, anh nói chú này này, những cái vấn đề anh em trên đường này, anh cũng đi nhiều gặp các chú nhiều, nhưng mà có cái điều là đấy dừng hiện tượng những người như thế này là anh này. Bởi vì anh đã gặp hai lần ở Ninh Bình rồi mà, một lần trong kia cũng vậy, anh vừa dừng xe là một chú lại là đuổi. Anh bảo tôi cầm việc gì, bảo ông đứng đấy đi đái bẩn nhà nhà tôi, vườn của tôi là ông kia. Anh có thừa nhận là ông kia là cả ông béo đúng không nào? Không, ai biết ông đi đâu. Ông Thành vừa gọi xong. Thành đâu mà Thành, anh Thành. Anh nói chú nhá, anh nói rất nghiêm túc đấy chứ không phải đùa đâu. Ông Thành vừa gọi ông kia xong bảo ông đi về. Mà cái này là mình biết chứ không phải đâu. Ông có tin lại đằng kia là ông kia ông vừa nói gì thì ông xem đi đấy đi được. Mình đi đến cái chỗ và đang vào đến đấy rồi, từ đến vàng thì mình đi thôi. Cho mình xem hình ảnh đi. Không hình ảnh ạ. Hả? Có em xử lý không có hình ảnh. À không có hình ảnh chứ sao mà xử lý được. À, em xử lý, em đứng trước mặt anh đây anh ạ. Không, không. Cái tờ thì sao đấy? Tôi nói cái đấy, tôi. Trước kia em ở hình ảnh đây, anh có cam đây, anh có để nhìn lại cam không anh? Không, cái đó khác, cái hình ảnh của công an đưa nó. Còn em không có. Không có thì tôi chú thử lý được. Sao lại ở hình ảnh nào anh? Chú xử lý được. Sao không chú xử lý được? Không có hình ảnh thì chú xử lý được, chú phải có chứng cứ. Ở Hà Nội ít khi ảnh xử lý. Để em nói, để em nói anh. Anh nói chú là chú là Nguyễn Văn Đoàn đó, nhân sĩ 201615 đó. Nhá, anh nói chú này này. Anh đi đến đó, đèn vẫn được cho phép anh đi, anh đã vào đó ngã tư rồi thì đèn đường sang đấy vẫn được đi phép. Anh vẫn được đi tiếp, hiểu chưa? Còn khi anh ở ngoài ngã tư đi vào là chuyện không, khác. Không phải, anh ạ. À, còn anh đèn giao thông chỉ có tí là màu đỏ. Đấy, màu đỏ vẫn đang ngã tư rồi thì anh được anh đi ra. Anh nói đã, anh nhá. Nói như thế, anh em nói. Ờ, nhớ rồi, rồi, chú nói đi. Em ạ, à, từ mùng 1 tháng 8. Anh biết rồi. Khi từ đèn giao thông chuyển sang màu vàng. Đúng rồi. Đến màu vàng chứ phải màu đỏ. Màu vàng không được đi nữa đâu. Để em nói đã, anh để em nói nữa. Mình phải dừng trước, phải dừng. Anh đèn giao thông chỉ là màu đỏ rồi, em cứ dừng anh chứ anh nói chú là đèn màu vàng, anh vào đấy thì anh ấy màu vàng, màu vàng. Sao thế, nói thế? Em bảo anh đứng ngoài kia, anh dừng lại, anh ngoài chỉ. Ngoài chỗ kia đang màu em xanh, anh vào trong này em thôi. Em chỉ cho anh đèn rồi đấy anh ạ. Ờ, thì chú đưa anh xem cái gì đâu mà. Chú đây, chú chỉnh giấy phép lái xe ra anh. Ờ, chú đưa anh xem chứng cứ này. Em bảo không có hình ảnh. Chú không có hình ảnh, chú đừng bắt anh. Nhá. Chú gọi mấy đứa là kia lại đi cho anh. Sao lại gọi mấy đứa anh? Cả gọi gọi cả 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 mấy mấy chú kia. Anh nói chuyện đàng hoàng đi anh ạ. Anh nói chuyện quá đàng hoàng đây đấy. Sao mấy đứa như nào anh? Rồi cả những mấy cái người mà đừng nói chuyện kia toàn lại đấy chứ. Chả chuyện mình em bắt anh. Đấy, mình chú sao bắt anh được? Sao không mình em chú là chẳng qua chú thù anh chú bắt anh. Anh nói thẳng chú thế. Vâng. Thù anh. Đoàn nhá. Vâng. Nguyễn Văn Đoàn nhá. Vâng. Ờ chú anh nói thẳng chú thế. Vâng. Những coi hình ảnh thì chú cứ cho xe cẩu xe. Em bảo em không có hình ảnh. Ờ không có thì chú cho cẩu xe về anh không. Anh chú cho chuyện xe ra đi. Anh không không xuất. Anh cứ để xe đấy được. Ờ chú gọi người lại đây mà bắt.
em chào mọi người. Tôi bảo là mắt chú nhìn mang sau, mắt anh nhìn chả rõ hơn chú ạ. Vâng, mắt anh nhìn sau. Anh là người tham gia. Ờ, mắt chú kém hơn mắt anh. Nhá. Đấy, đừng đi, ta gọi cho đi có chuyện đấy. Chú Đoàn nha, anh nói chú Đoàn này, chú Đoàn nhá. Anh em anh có để đánh bọn xe rồi, phải cho em tí nữa rồi. Đấy, thế này là sát đường lên gì. Anh ơi, không phải anh ấy đâu muốn đến anh này. Thế mà chú còn bảo anh dừng ngay ngã tư là thế nào? Em bảo anh dừng ngay xuất trình, nhưng mà anh bảo anh không lên đây thì em bảo anh vẫn phải dừng cho nó còn gan như đi. Vẫn phải dừng đi. Hết đường nó xa này. Phải đi anh. Tôi xe vẫn phải dừng. Ok anh giải chú chỉ cho anh chỗ nào nào. Đây, chú này. Đây thì bên phải thì cắt gì đây. Chú gọi mấy người lại đây đây. Chú nói chú này. Chú là Nguyễn Văn Đoàn nha. Chú bảo lắm có hình ảnh nha. Em không có hình ảnh. Rồi chú là 206-615. Chú bảo chỉ mắt nhìn của chú bắt anh nha. Anh là chú thù anh, chú bắt anh. Em trả thù thì anh. Chú đây, đây có cái cơ sở nào bắt anh vậy nhá. Đánh bọn xe bên phải dừng rồi. Đây. Anh sẽ đánh gòn nhưng mà chú không làm thế được nhá. Nói cho nó nhanh. Nói chuyện lên chú và nó chú nhanh. Nè, có gì là việc của anh, con chú phải có trách nhiệm với nhiệm vụ việc của chú chứ mà là việc của anh. Nhá. Chú gọi mấy anh cứ cho gọi xe bên phải được cho em cái đi. Rồi, anh sẽ cho gọi.